Chị Lê xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của chị Lê. Bữa nay là ngày đầu tuần thứ hai của tháng 12 năm 2023. Thì một thời gian gần đây các bạn, mình thấy có rất nhiều cái sự tranh cãi trên cộng đồng mạng về vấn đề những người vô gia cư tại California, San Jose. Thì mình tìm ra có một số nguyên nhân sau đây đã gây ra trên cộng đồng mạng người Việt Nam chúng ta. Thì sau đây là những cái yếu tố Chile đã sàng lọc được lý do vì sao có nhiều chuyện xảy ra trên cộng đồng mạng của người Việt Nam về vấn đề vô gia cư. Thưa các bạn, lý do thứ nhất là vấn đề charity fraud, tức là ăn chặn tiền từ thiện. Cái thứ hai á, là unethical, tức là vô đạo đức. Cái thứ ba là abuse, tức là lạm dụng. Cái thứ tư á, là insult, tức là nhục mạ những người khác. Cái thứ năm á, là no trust, là không có tin cậy, mất lòng tin. Cái thứ sáu á, là vấn đề privacy, tức là quyền riêng tư. Đó là những cái yếu tố chị Lê mới đưa ra. Tổng cộng là 6 cái yếu tố các bạn. Vì những cái yếu tố này cho nên người Việt Nam chúng ta có nhiều chuyện lùm xùm xảy ra trên cộng đồng mạng thời gian gần đây, tức là từ đầu năm nay á, tức là sau cái tháng 2, tháng 3 năm 2023 bạn, cho tới ngày hôm nay. Thì mình phân tích ra được 6 cái yếu tố đó đã gây đến cộng đồng mạng người Việt chúng ta. Các bạn, sau đây Chi Lê sẽ phân tích từng phần một. Các bạn, về nói về vấn đề charity fraud á, tức là ăn chặn tiền từ thiện á, thì Chi Lê cũng nghe rất là nhiều tin tức qua các kênh YouTube á. Thì họ nói như vậy á, nhưng mà mình không có cái bằng chứng các bạn. Chi Lê không có thấy cái bằng chứng, nhưng mà họ nói vậy thôi, nhưng mà mình không biết có thật sự hay không. Tức là ăn chặn tiền từ thiện là sao? Tức là lấy tiền quyên góp của mạnh thường quân đó rồi ăn chặn bớt là đưa lại cho cái người vô gia cư, hoặc là tiền nhận được rồi á không có đưa tiền cho những người vô gia cư đó, tức là những người homeless đó, phải chỉ đưa một số ít thôi, còn bao nhiêu giữ lại. Đó là họ nói vậy các bạn, nhưng mà Chi Lê không có biết cái chuyện đó có thật sự hay không. Đó là vấn đề ăn chặn tiền từ thiện. Và cái vấn đề thứ hai là unethical, tức là đạo đức, không có đạo đức. Thì cái việc mà quay phim những người vô gia cư á, tại vì họ trong cái hoàn cảnh khó khăn, họ gặp cái trường hợp cuộc sống của họ rất là bi đát, thì họ nằm trong cái hoàn cảnh coi như là vô gia cư, bị quay hình ảnh đưa lên cộng đồng mạng. Thì khi các bạn quay được những cái thước phim đó, các bạn về nhà, các bạn vắt tay lên trán, các bạn ngủ, các bạn suy nghĩ gì? Mình đã quay những người đó, mình đưa lên mạng, mình kiếm tiền, bạn có suy nghĩ gì đâu? Các bạn có suy nghĩ gì không các bạn? Thì đó là cái sự đạo đức của con người các bạn. Mình quay được người ta rồi, mình kiếm được tiền, mà hình ảnh của người ta vẫn còn cái trên mạng xã hội đó, bạn có thấy vui vẻ hay không? Thì mình cảm thấy là cái vấn đề đó là rất là vô đạo đức. Đó, Chị Lê cảm thấy vậy đó các bạn. Và cái vấn đề thứ ba, cái yếu tố thứ ba là abuse, lạm dụng. Lạm dụng là sao các bạn? Các bạn quay phim người ta lặp đi lặp lại cũng là một nhân vật từ tháng này qua năm nọ, cũng lấy cái nhân vật đó ra cứ quay giống như là một diễn viên các bạn. Thì cái đó có phải là lạm dụng hay không? Chính xác luôn, đó là cái sự lạm dụng đó các bạn. Thì nó giống như là một bộ phim tàu dài tập các bạn, một chuỗi phim 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 gọi là gì, phim tàu đó các bạn có thấy không? Những cái năm 1980 các bạn xem những cái bộ phim tàu đó, nó từ tập này qua tập nọ không bao giờ hết cái chuyện đó, cái câu chuyện nó không bao giờ chấm dứt đó. Nó cứ qua tập này qua tập nọ rồi qua tháng này qua tháng nọ, các bạn cứ xem hoài cả trăm tập luôn á thì mất thời gian. Thì cái việc mà quay phim những người vô gia cư á, lặp đi lặp lại cũng là một diễn viên đó từ tháng này qua năm nọ, giống như trang vậy thôi, thì cái đó là lạm dụng cái quyền tự riêng tư của người ta, lạm dụng các bạn. Đó là cái phần gọi là abuse nha các bạn, abuse người ta đó.
đó. Cái tiếp đó là insult, nhục mạ, sỉ báng. Mình cũng có xem qua một cái đoạn video của em Cường nè, anh Quyền nè, anh Mía nè, Alice nè, bốn nhân vật đó. Qua vài cái video đó mình thấy là những người này cũng bị nhục mạ, sỉ phỉ báng các bạn. Đó. Đó, các bạn có thể xem những video đó, các bạn có thể nhận biết được là họ đã bị gì trong những cái video đó, nhất là anh Quyền nè, rồi Alice nè. Cái video cuối cùng đó thì cái HCL đó không cho họ ở trong nhà nữa, và sau cái ngày đó thì họ nói rất là nặng nề đối với anh Quyền và Alice. Đó đó là những anh vô gia cư đó các bạn. Đó là cái sự nhục mạ nha các bạn. Cái tiếp đó là no trust, tức là không có lòng tin. Lý do tại sao Chile nói đây là không có lòng tin, lý do là vậy các bạn. Qua nhiều cái video đó, như là trường hợp của anh Nhơn, các bạn có thể ôn lại cái những cái video hồi tháng 3 năm nay nè. Thì cái lần cuối á, là HCL á, có cảnh cáo lại anh Nhơn rồi, lần này là lần cuối cùng. HCL không có chấp nhận anh Nhơn trở lại, cái tại vì anh Nhơn ảnh không có nghe lời, ảnh đi về Việt Nam để thăm người yêu gì đó. Thì cái lần đó là HCL cũng nó có nói rồi, cảnh cáo rồi, nói là đây là lần cuối HCL không có nhận nữa. Tuy nhiên cách đây khoảng 2 tháng các bạn, thì anh Nhân này quay trở lại Mỹ, tại vì về Việt Nam á, người ta cô ghệ á, cô bạn gái ở Việt Nam á, không có tiếp nhận nữa, không có giúp đỡ nữa, cho nên anh này hết tiền, đâu có sinh sống được ở Việt Nam đâu, không ai giúp đỡ. Quay trở lại Mỹ thì cũng quay trở lại xin cầu cứu HCL. Rồi bây giờ tự nhiên cái anh này xuất hiện lại nữa, thì người ta lúc đầu á là người ta rất là phản biện rất là gay gắt, là không có muốn giúp anh Nhân nữa, nhưng mà tại sao anh này xuất hiện trở lại đó là không có sự lòng tin, bạn mất lòng tin, đã nói là không rồi, không rồi, một là một, hai là hai, bây giờ thấy thấy anh này xuất hiện trở lại nữa, cho nên người ta nói rằng là không có lòng tin, mất lòng tin các bạn. Nói rồi mà không làm gì hết trơn. Thì trường hợp của Alex cũng giống như Trang vậy thôi. Rồi anh Mía cũng bị HCL đó cảnh cáo rất là nhiều lần rồi, là không có giúp đỡ nữa, nhưng mà cuối cùng thì anh Mía quay trở lại cái nhà đó cũng mấy lần rồi nhưng mà cuối cùng anh Mía cũng cũng ra khỏi cái nhà bằng, coi như là đi 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 về về cũng rất là nhiều lần luôn. Thì nói mình nói một lần thôi thì khán giả người ta yêu cầu đó là không có tiếp nhận anh Mía về nhà nữa, không tiếp nhận Alice mà cũng không tiếp nhận anh Nhân về nữa. Người ta nói đã nói vậy rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn đem họ về, xuất hiện những cái nhân vật mà thường hay quay phim á, xuất hiện trở lại, cho nên người ta nói là không có tin nữa. Tại sao đã nói một lần rồi thôi, chứ bây giờ đưa mấy anh nó trở về nhà nữa không? Cho nên thì cái việc mà giúp đỡ những người khó khăn các bạn, mặc dù họ đã có tiền của chính phủ trợ giúp rồi, nhưng mà bây giờ đi xin tiền mạnh thường quân nữa. Rồi HCL cũng đưa ra những cái phương hướng để làm cách nào để thêm tiền nữa, phải nếu mình xin thêm tiền của mạnh thường quân đó, thì chính phủ sẽ biết được, họ sẽ cắt cái tiền trợ giúp luôn, cho nên HCL cũng giúp họ là phải giấu cái tiền đi, bỏ vô cái account khác, và hoặc là đưa cho HCL giữ. Rồi cái phần kế tiếp là phần privacy các bạn. Phần privacy thì ở đây mình nói đây là privacy, là mình quay cảnh của những người vô gia cư đó. Người ta qua cái video chị Lê đã chia sẻ trước lúc trước đó, thì quay người ta không có chấp nhận thì không có nên quay. Thì qua cái video chị Lê đã chia sẻ đó, thì cái người vô gia cư ngồi ngay chỗ cái lề đường ở bên Cali á, thì HCL cũng quay, và một người Mỹ trắng cũng nghiện ngập trong ở trong cái liều với lại thiện á, họ nói rằng là họ cảnh cáo rất là nhiều lần, ba bốn lần á, không có quay mà HCL vẫn không quay, đó là quyền riêng tư của người ta. Và một số thời gian khác trong vài cái video đó, mình cũng thấy không mình thấy người ta có vài người người ta đi ngang qua, người ta thấy HCL quay cảnh mấy người vô gia cư á, thì người ta mới hỏi, cũng có hỏi không thì tại sao bạn quay hình ảnh của người ta, thì HCL nói rằng là tôi là YouTuber tôi là YouTuber chịu thua luôn các bạn.
Đó. Đó là sáu cái yếu tố tại sao mà có sự việc xảy ra lùm xùm trên cộng đồng mạng của người Việt chúng ta tại California, San Jose. Đó các bạn. Thì để mình nhắc lại nha. Thứ nhất á, là ăn chặn từ từ thiện, thứ hai là vô đạo đức, cái thứ ba là lạm dụng, thứ tư là nhục mạ người khác, thứ năm là mất lòng tin, không có tôn trọng người khác, cái thứ sáu là quyền riêng tư của con người. Đó là sáu cái yếu tố chị Lê mới đưa ra các bạn. Ok. Ok. Thì các bạn nghĩ sao? Mình có sáu cái yếu tố đó, nhưng mà trong sáu cái yếu tố đó, cái yếu tố đầu tiên là charity á, tức là cái charity fraud á, là ăn chặn từ từ thiện á, thì chị Lê cái đó cái phần đó chị Lê không biết nha bạn. Chị Lê không có dám chia sẻ phần đó. Tại vì mình phải có chứng cứ đàng hoàng mình mới dám chia sẻ. Ok các bạn, ngày hôm qua đó, ngày hôm qua các bạn, chị Lê tình cờ có thấy một cái tin về vấn đề buôn bán mại dâm đó bạn. Nó đưa ra cái trên mạng, cái internet đó, bất thình lình nó hiện lên cái máy computer của chị Lê, và chị Lê thấy được cái tin này. Nói về vấn đề cái chính phủ về vấn đề mua bán mại dâm ở trên ở tại tiểu bang California các bạn. Mình vô đó mình xem rồi, từ cái tin tức đó, cái nó đưa cho chị Lê qua cái phần gọi là những người mà buôn bán mại dâm, và gọi là human sex traffic traffic trafficking, gọi là human sex trafficking ở bên California, San Jose các bạn. Thì mình vô cái trang web đó mình thấy, trời ơi, mình thấy có cộng đồng người Việt trong đó luôn. Mình tình cờ mình thấy nha, mình không có ngờ các bạn. Mình vô mình thấy ở bên Texas nè, Texas cũng có nè, Atlanta nè, Orlando nè, bên Florida đó, ở bên Cali nữa. Thì cái này nó gọi là human sex trafficking các bạn. Thì mình qua cái phần ở bên California đó, mình thấy có bốn cái hình của người Việt Nam. Mình không có ngờ các bạn. Có một người nữa mình thấy hình như là cái người này quen quen sao đó, mình không có ngờ cái người này tên là gì. Để mình coi các bạn, để mình cho các bạn xem. Các bạn, đây là cái website mình lên mạng mình thấy các bạn. Khi mà các bạn vào cái trang web này nè. Các bạn vào đây á, ở trong cái phần này đó các bạn. Cái nó hiện lên những cái hình này nè. Cái mình thấy không? Đó, mình thấy cái có một cái tin đó, nó đưa vào cái này. Đưa vào cái trang web này, cái mình đọc, cái mình thấy nói ủa sao kỳ vậy ta? Ở đó là Santa Clara County prosecutors take down human trafficking ring. Đó thì cái này là buôn bán dâm ở bên Cali các bạn. Mình đọc cái này sau rồi cái qua những cái phần dưới á, cái nó đưa cho Chile Lê vào những cái trang cái link khác, gọi là link này nè các bạn. Cái mình vô cái link này, cái mình thấy ở đây, mình thấy nó nói là có bốn cái arrest, bốn người bị bắt ở bên San Jose á, Sex Trafficking Investigation nè các bạn. Đó mình thấy vậy, ủa mình nói sao kỳ vậy ta? Mình thấy trong bốn người này mình thấy có một người mình thấy cũng hình như là quen quen đây nè, đây là cái cô này nè, và mấy người khác nữa. Đó thì mà cái này là cái trường hợp này nó xảy ra hồi năm 2020 tháng 17 thì tháng Giêng. Thì cái người này hình như là mình có thấy quen đâu, không biết có phải trùng tên hay không, hay là hai người khác nhau, hay là người ta lầm lộn các bạn. Đó người này nè. Người này tên là người này nó gọi là gì? Tên là coi Amy. Monica Amy. Điền Diện Tiền Hô 47 tuổi. Đó người này 47 tuổi nè, nhưng mà mình có xem một cái video của HCL đó, mình thấy cái người này tên là Gia Hân. Chắc có lẽ là người ta lầm lộn các bạn. 47 tuổi, đó là năm 2000 nha. 2020. Bây giờ là 2023 rồi thì người này bây giờ hiện giờ 50 tuổi. Đó. Rồi anh này nữa. Anh này là anh tên là Richard Yu. 40 tuổi. Người kế nữa là Kimberly Nguyễn 68 tuổi, bà này 68 tuổi mà già rồi, ủa sao, tại sao làm việc này? Nguyễn Thị Thu nè, là bà này.
57 tuổi. Đó thì những người này bị bắt cái ngày 17 tháng Giêng năm 2020 bạn. Thì người ta nói từng người trường hợp thôi. Người ta đang nghi ngờ bạn. Nhưng mà mình thấy cái hình này mình thấy như quen quen á, giống như trong cái kinh của HCL đó. Đó thì cái người này á, họ nói rằng là gọi là Madame. Madame các bạn ơi. Nó nói là bốn người đã bị bắt về việc sex trafficking charge nè, tại San Jose vào ngày thứ tư. Cảnh sát nó đã đang có, nó có cái giấy warrant đó, nó bắt bốn người này luôn trong hai cái địa điểm khác nhau ở cái trung tâm, cái nơi đó nó gọi là Brothels. Brothels đó, đây nè, Brothels nè, cái nơi địa điểm đó, nó có cái tên là Brothels đó. Thì trong cái ngày đó người ta bắt á, người ta đã cứu được 6 con tin tuổi từ 24 cho tới 54, 24 cho tới 54 tuổi nha. Có liên quan với vấn đề mà những cái người mà bị nạn nhân đó. Có 6 người nha bạn, cứu được 6 người. Có gọi là sex trafficking, human sex trafficking ở San Jose. Họ bắt ở tại cái địa điểm là 1.900 và có một địa điểm khác đó là 5.000. Đó thì bà nói, người ta nói rằng là cái người Amy điền diện tiên hồ gì đó, có thể tin rằng là bà này là Madame, tức là chủ, vâng, chủ chứa đó, là cái người mà gọi là Madame các bạn. Madame là người môi giới á đó. Đó. Và cái bà Nguyễn nè, cái người tên Nguyễn là, và hai người Nguyễn á, quản lý nè, là người quản lý cho cái chỗ Protel nha các bạn. Đó. Wow. Rồi mình có sau cái này á, mình vào một cái trang web khác nữa, mình thấy đây nó cũng tăng đăng lên, nó đăng đầy hết trơn các bạn. Đăng đầy hết trơn luôn á, bốn arrest là bốn người bắt nè. Hoạt động cái chỗ Protel in ở San Jose nè. Đó. Thì bốn người này á, thì mình thấy á, là mỗi người nó có cái công việc khác nhau. Đó. Đó, ghê dễ sợ luôn. Hình như là người ta lầm lộn tên hay sao, mình không biết. Ồ, đây. Để mình nói cho bạn, Monica nè, tức là cái cô này nè, Monica nè. 47 tuổi. Người cư ngụ tại San Jose. Ghi sổ sách nè, là người sư ghi sổ sách về vấn đề human trafficking nè, về buôn bán mại dâm á, pimping nè, pandering nè, có môi giới và bán mại dâm luôn. Môi giới và pimping là gì các bạn? Ghi sổ sách cho những người mà bán mại dâm á, có chia tiền nữa, rồi môi giới luôn nè các bạn, pandering nè, đó, môi giới mại dâm đó. Richard Young nè, Richard Yu nè, 40 tuổi, cũng cư ngụ tại thường trú nhân tại San Jose, cũng làm việc ghi sổ sách quản lý và wow, người này có mang vũ khí nha các bạn, ông chàng trai nè có mang vũ khí luôn á, gọi là felony warrant involving assault with a deadly weapon where a firearm was used. Oh man, ông này có súng nha, súng đạn đó, cũng là người môi giới luôn đó. Và maintaining a house of ill repute, tức là cũng là cái người chăm sóc cái chỗ cái nhà đó luôn đó bạn, chăm sóc luôn đó. Còn bà Kimberly nè, Nguyễn, 68 tuổi, cư ngụ tại Las Vegas, cũng là người môi giới mại dâm luôn đó, cũng làm việc dọn dẹp cái chỗ mà họ hoạt động đó. Bà Thu Nguyễn Thị Thu nè, 57 tuổi, cư ngụ tại San Jose, cũng là môi giới mại dâm luôn á, cũng là chăm sóc cái chỗ mà họ làm việc á, chăm sóc đó là sửa chữa lại dọn dẹp á bạn, những người mà maintenance đó là những người dọn dẹp cái nơi mà họ hoạt động đó bạn. Đó. Đó là sáu bốn người bị bắt nha. Đó, mình không có ngờ rằng là ở trên cộng đồng mạng. Đó. Các bạn,
Vừa rồi chị Lê mới chia cho các bạn xem cái mấy cái link á, từ cái website á. Chị Lê vô đó xem không? Ủa thấy sao ngộ á, tại sao có người Việt Nam trong đây nữa, ở bên Mỹ thấy lạ thiệt á, mà không biết họ nó làm sai hay không. Cái người là cái mặt giống y chang vậy luôn nhưng mà tên khác. Chị Lê không có tin nổi các bạn. Điều này chị Lê không có tin nổi, mình thấy rất là bất ngờ. Cho nên chị Lê muốn chia sẻ cho tất cả các bạn, nếu mà ai mà biết cái tin tức này thì các bạn có thể bình luận ở dưới cái phần video ở dưới các bạn đó. Thì mình thấy ủa sao người Việt Nam qua đây mà qua bên đây rất là sướng sung túc luôn, đâu có thiếu thốn gì đâu các bạn. Mà những người Việt Nam á, làm mấy cái chuyện này á, là nó có nó nằm trong cái đường dây buôn bán mại dâm á, thì đây là tội phạm hình sự các bạn, bạn có thể ở tù lâu lắm đó. Thì người ta nói rằng là có 6 người, 6 con tin, 6 người mà bị họ ép buộc làm bán mại dâm á, 6 người lận. Bây giờ người ta đang tìm thêm những cái nạn nhân khác có dính líu về vấn đề buôn bán, cái đường buôn bán mại dâm này không đó. Đó là năm 2020 tháng giêng, 17 tháng giêng các bạn. Thì bữa nay á, mình nhận được cái link đó đó. Cái link đó là hồi tháng gì rồi, tức là tháng 11 gì rồi đó. Nó nổi lên, hiện lên cái phần mà khi các bạn vô cái home á, của website home á, thì nó nổi lên cái đó. Nó có rất là nhiều phần mà ngày nào chị Lê cũng vô đó xem á. Cái tình cờ chị Lê thấy cái link này nó đưa ra là nó có ra cái quy luật mới về vấn đề chống tội phạm buôn bán mại dâm tại tại tiểu bang California và toàn nước Mỹ luôn. Đó là cái tin tức mà mình thấy được. Và khi các bạn khi chị Lê vô đó, cái nó đưa vô những cái quá khứ mà họ đã làm được trong những năm vừa qua đó. Chị Lê vào tất cả cái đó, chị Lê thấy ở bên Texas nè, Atlanta nè, Orlando nè, New York cũng có luôn, Cali cũng có luôn. Và mình vô cái phần Cali á, chị Lê thấy 4 người Việt Nam dính trong cái tội phạm buôn bán mại dâm đó các bạn. Thì hiện giờ là cái người mà trên cái video, cái kênh của HCNL đó vẫn còn làm việc mỗi ngày đó. Mình thấy chắc có lẽ người này không có bị gì á, không có dính líu vô cái đường bán trái phép đó. Thì họ nói rằng là trong một cái link của người tiếng Việt Nam mình cũng thấy luôn. Họ nói rằng là cái năm đó thì Monica Amy á, bị tại ngoại là như là 600.000 đô, 600.000 đô á. Rồi có cái người nào giúp đỡ bạn đưa trước 10% của 600.000 đô là nhiêu, tức là 60.000 đô bạn, để được tại ngoại đó. Thì chắc có lẽ là người này không có tội gì mình không biết các bạn, nhưng mà người ta bắt tại trận cái người này, Amy, Monica Amy á, có trong cái đường dây đó. Chắc có lẽ tội rất là nhẹ thôi, mình cũng không biết các bạn. Nhưng mà mình không biết hiểu tại sao cái tên đó, cái tên của Monica Amy với lại cái tên của cái người Việt Nam hiện giờ nó không có giống nhau. Một bên đó là Monica Amy và Điền Diện Diện Hồ Diện Tiền gì đó, và cái tên Gia Hưng, hai cái ba cái tên nó không có trùng khớp với nhau. Cho nên mình nghĩ rằng là đây là chắc có lẽ là tin tin tức xạo các bạn. Mình nghĩ rằng là chắc có lẽ người ta làm lộn các bạn, đưa hình ảnh thì giống rồi, giống như trang, nhưng mà tên là tên khác nữa. Hoặc là có thể là người ta make mistake, cũng có thể là vậy thôi. Cho nên chị Lê cảm thấy rất là ngạc nhiên, cho nên chị Lê mới muốn chia sẻ cho các bạn trên cái fan của cộng đồng mạng của channel chị Lê TV đó các bạn. Đó là tin tức của chị Lê cảm thấy gì đó. Ok các bạn, chị Lê xin tạm dừng video này các bạn. Các bạn thấy video này hữu ích hấp dẫn, hãy chia sẻ những nút like ủng hộ kênh của chị Lê. Chị Lê xin chào tạm biệt tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chị Lê TV, bye bye, xin hẹn gặp lại.